xin chào bạn đã trở lại với Ria kia mình và chúng ta cùng nhau đến với đó là tay to buổi tối bảng B, một đội bay kéo dài cái đập thủy điện và nó sẽ kết thúc đâu đó bên trong vương lạc Rim Nam. Và để xem trong trận đấu này thì 11 team của chúng ta sẽ làm gì. Ngày hôm qua thì những team như Cry và thi đấu rất hay. Đây là HM bóng Suka, hôm qua bóng Suka có một pha cân đôi và phải gọi là khá ghê. Và bóng Suka hôm qua suýt nữa thì sẽ có pha thi đấu đấu sinh tồn ngon này, mà lúc này cô nàng bóng Suka cùng người đội mình đang hướng tới đó là thành phố biển. Tôi tin là như vậy. Đét có Tùng Anh, Mèo Lo Được, Tình 94 và Thanh Kha, họ cũng đang đáp xuống đó với cổng trời quen thuộc của mình. Cry, Bạch Vân, NBN, Ghost 2K6 nhân vị trí Forest Strike. Như vậy hôm nay thì Cry đã bổ sung thêm một thành viên mới rồi. Hero T ngày hôm nay không thi đấu mà thay vào đó vị trí Ghost 2K6 ạ. Để xem Ghost 2K6 thành viên mới Cry có thể làm gì hay không. Đây là Serio YM, Huy Tiếng Tàu, T6IL nhân vị trí Oscar. Đây là SCVG Oscar. Lúc này thì họ đang có mình, đúng rồi, đây chính là SCVG Oscar. Trong khi đó thì Huy Tiếng Tàu này là một thành viên của WG Fake. Lúc này SC và đang có mặt ở bên trong với con sợ. Lúc này Oscar người ta vừa mất đi mình khá nhiều máu, vừa mới sao phát đã bị thằng nào nó chích trong phát ở người rồi. Có lẽ Oscar người ta cảm thấy hơi khó chịu, vừa mới sao phát đã có một thằng nào đấy nó hỏi thăm nhẹ tí máu. LDT này đang có mặt ở bên trong với doanh trại, nhưng mà rồi đang thấy là vị trí của con cái đụ đá 7 nằm xuống, anh ta đang cứu đến vị trí của Duke. Quá căng ở đội bán xăng. Lúc này thì LDT cũng đang phải chạm trán với đối thủ ở đây. Đây là Thanh Xuân, một chén trà tôi xong rồi. Dường như đang có pha bị hơi lag một tí. KDQL Pink Guy ngày hôm qua Thanh Xuân đã thi đấu rất hay. Hôm qua Thanh Xuân họ chính là team thi đấu hay nhất trong ngày trong lượt đi của giải đấu này. Đây là GD Saika Ken 18 cộng Atulam là vị trí siêu 4 lù. Lúc này siêu 4 lù và đang di chuyển cùng người đồng đội mình cắt ngang khu vực đập thủy điện. Đây là WG Thanh Sơn và anh chàng này chính là GOW Sơn Cute cũ. Lúc này thì anh ta không còn thi đấu cho team Go One Win nữa, mà bây giờ anh ta thi đấu cho team WG với cái tên đó WG Thanh Sơn. 463 Extract cũng như là vị trí của KT. Alright, KT vẫn đang chờ ở bên ngoài với cảng lớn và tôi. KT ơi, ta không nhìn thấy người. Vừa rồi WG KT ta không nhìn thấy người tình huống vừa rồi. Quá là ảo khi mà WG đã không tìm thấy một cái tình huống di chuyển ở bên ngoài cũng là gốm. Tiến nào có bình mạ cũng đầu tiên của anh ta cho vào đấu này. Lúc này Tiến Đạo anh ta vẫn đang cố gắng bắn, ta vẫn có đối phương rồi. Có đối phương di chuyển ở bên tay trái, nhưng mà lúc này Tiến Đạo anh ta vẫn đang bắn đối phương ở bên tay phải. Vẫn đang xảy ra rất gắt đến vị trí Tiến Đạo đến 3 YT. Ôi vị trí của Mèo Ú và Gray GM. Hôm nay thì Vodka, những người đồng đội của anh ta không thi đấu. Ngày hôm qua Vodka có một pha sử dụng đó là cái M79, phải gọi là đi vào lòng người luôn. Nhưng lúc này thì team của họ chỉ còn lại mình Tiến Đạo thi đấu ngày hôm nay mà thôi. Vẫn đang có pha thủ ở phía dưới và doanh trại này. Đây là G20 Black, Evo 2K, Cloud Ihan ở vị trí For You cũng đang có pha chờ bên ngoài với khu dân cư này. 42 người chơi. Đây là SMK Founder. Lúc này SMK đã mất đi cho mình một người, đó là vị trí SMK Bông Mai rồi. Thì còn lại đó là VB Carry, Recharge bây giờ là Founder của tôi. Lúc này Founder vẫn đang chờ bên trong với thành phố biển và một pha nhảy ở bên trong 48 để nấp. Liệu rằng có team nào có mặt ở đây hay không? Dường như đó là vị trí HM thì phải. HM cũng đang có mặt ở bên trong từ thành phố biển và có vẻ HM đã bị lộ vị trí của mình. LDT tiếp tục mất đi người. Thanh Xuân có bình mạ gục. Đủ kè đã phải nằm xuống rồi. HM vẫn đang lùm sụt bên trong một thành phố biển này. Liệu rằng họ có phát hiện ra vị trí của team SMK ở đây không? Vẫn đang còn pha thi đấu là rất khẩn trương. Phát hiện ra có người rồi. Rồi đang thấy là có pha bắn nhau Obito. Anh ta đẩy ra, anh ta sẽ có pha bắn ở vị trí đối phương. Vẫn đang có pha lùa là rất ghê. Đây là bóng Saku. Lúc này bóng Saku ta sẽ pha đẩy lên. Chúng ta biết là trên nhà có người. Bóng Saku ra đang đẩy vào. Bóng đã bắn rồi. Đối phương đã tơ bóng kèo. Đối phương có thể bỏ trốn hay không? Tarek đang đẩy vào. Tarek chưa phát hiện đối phương đâu. Đối phương đang có mặt ở phía dưới nhà và truy đuổi là rất cắt. Lúc này HM họ đã có bình mạ của vị trí của Founder. Và như vậy là HM quét sạch team SMK trong trận đấu này. Vâng, SMK không, vẫn có lại VB Carry. VB Carry đã có thể trốn thoát được. Vâng, trong tình huống đó thì có lẽ là khi mà team HM giết người quá nhanh thì tôi cứ nghĩ là đó là một tình huống mà quét sạch đối phương, nhưng mà cuối cùng thì không phải. Và không phải được pha quét sạch. Càng đét và khét lại lẹt là gì mà chúng ta được thấy trong trận đấu này. Vâng, căng thật sự luôn. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria kia mình, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một follow để được đẹp trai và được xinh gái nha. Vâng, follow để được đẹp trai và được xinh gái. Lúc này thì đang có pha chạy trốn từ vị trí của SMK VB Carry mà thôi. SC Rio GM
Và Rio YM, những thành viên cũ của team Người Bán Sở, cũng như là một thành viên cũ của SCBG, lúc này đang tập trung trong một team tên là team SC. Và lúc này thì vẫn đang có mặt ở bên ngoài khu vực cổng trời này, và họ đang ở giữa vực cổng trời của thung lũng. Thanh Xuân lúc này ping ngay Kadik như là Kiwell. Kiwell đang có một pha lút đồ bên trong vườn đảo dừa, có vẻ như thế gian đây thì không có ai cạnh tranh cái vị trí Thanh Xuân trong vườn đảo dừa cả. Và lúc này thì cái khu vực này ở Thanh Xuân nó đang diễn ra là khá đơn giản. Vâng, khá đơn giản như đan rổ. Vâng, vẫn đang pha bắn ở cái gì đây. Vâng, ping gay anh ta đang khoe là người yêu anh ta tên là Thi Hảo. Vâng, lúc này thì GD Atula phải nằm xuống rồi. Saika có nó bình bại một vị trí của Cry. Cry Bạch Vân cũng đã bị xua tàn mây mù đến vị trí của siêu bốn lù. Vâng, Bạch Vân ở tiếng Anh là mây trắng vừa rồi thì siêu bốn lù anh ta đã vừa có một pha bú. À xin lỗi các bạn, một pha xua tàn mây mù. Hay là Saika nhận vị trí của Ken 18 cộng. Họ vẫn đang thi đấu là tốt và đấu này. Trong khi đó thì Cry chỉ có lại mình NBN mà thôi. Tuy nhiên thì NBN đã là người chơi hay nhất của team Cry, nên là kể cả chỉ còn lại mình NBN thì có thể NBN người ta vẫn có thể kéo được team mình lên vị trí top cao trong trận đấu này. 34 người chơi là những gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Lúc này thì vòng bò của chúng ta nó sẽ rơi vào đâu đó ở nửa bên tay trái bản đồ. Ở trong một thung lũng này đã có vài bắn nhau rồi. Và team SC họ đẩy xuống, họ làm gần hết vị trí của team GD rồi. Vâng, GD và GD bay hết cả màu rồi anh em ạ. Một pha công xuống nhanh đến vị trí của SC. Những thành viên, cựu thành viên của Người Ván Sử, họ vẫn đang tỏ ra là cực kỳ nguy hiểm. Vâng, tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở trong giải đấu này. Vâng, quá ghê đội bán dê. Vâng, quá ghê đi. Để LDT coi cái độ. Và lúc này đang có mặt ở bên ngoài cái vật làng Nam. 31 người chơi là gì mà chúng ta còn lại vào đấu này. Đây là ping ngay 9k Kadik như là Kiwell này và đang có pha đẩy ra. Và một pha đẩy ra đến vị trí Thanh Xuân, có phát hiện ra có ai trong vùng này hay không? Không, đơn giản là pha lút đồ mà thôi. WAG này và đang chờ ở bên ngoài vùng nghĩa địa, một pha lút đồ tương đối rộng đến vị trí của WAG. Đây là Tún 63. Anh ta có mình mũ 2.2, X-Ray có mình mũ 2.1, KT có mình mũ 2.2 và Thanh Xuân có mình mũ 3.2. Đồ đạc là ngon, tiến não 3YT, mèo ốm như là Gray Gamer, họ đang có bình một pha chờ bên trong vượt tháp đồng hồ này. Team House Gaming họ đã từng có những tình huống thi đấu rất hay đến được vị trí của team gaming. Có phải Mew Black, Evil 2K, Cloud IH như vị trí của Dead for You cũng đang có pha chờ bên ngoài của khu dân cư này. Vâng, hơi đáng tiếc trong trận đấu này thì AFK đã không thể góp mặt khi mà AFK họ đã có việc bận và không thể thi đấu trong ngày hôm nay. Đây là HM bóng Suka, Tarek, Obito nhận vị trí huy đẹp VVP, vẫn đang có pha chờ bên trong vượt đập thủy điện này, và bây giờ thì đang lái xe ra để có thể đi về hướng khác mà thôi. Đây là HM và lúc này HM và đang hướng tới đó là khu vực cảng lớn, tôi tin là như vậy. Đây là Dead God Tùng Anh, mèo lo được tình 94 và Thanh Kha. Thanh Kha cũng đang chờ ở phía trên đó là cái khu vực bà nhà ba gian, nhưng lúc này anh ta đang di chuyển đến gần những người đồng đội của mình. Dead God Thanh Kha là một trong những game thủ thi đấu rất hay và đang là một trong những nhân tố hoàn toàn mới đến từ vị trí của team Dead God này. Vâng, thi đấu cực kỳ nguy hiểm. Lúc này đây là CryNPN, lúc này đang chờ bên trong vực thung lũng mà thôi. Vâng, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một follow để đẹp trai và được xinh gái nha. Đây là Rio và lúc này thì họ vẫn đang có pha thủ là rất tốt. Chỉ còn lại 31 người chơi trong trận đấu này. Đây là Thanh Xuân 9k, ping ngay Kadik và Kiwell, lúc này vẫn đang có pha di chuyển lên phía trên với nhà máy điện. WAG Thanh Sơn tụ 63, X-Drake cũng được vị trí của KT cũng đang thủ bên ngoài vực thung lũng này. 31 người chơi. Vâng, để xem là với 31 người chơi này thì có lẽ WAG họ sẽ có thể hủy diệt đối phương hay không. Đến thời điểm này đang chưa có bất kỳ pha giao tranh nào, cũng như chưa có bất kỳ một pha bắn hạ của đối phương nào luôn. Đây là tiền nào 3YT mèo ú như là CryGM cũng đang có pha thủ ở bên trong vượt tháp đồng hồ. Đây là G2 Mew Black, Evil 2K, Cloud IH và Dead for You. Dead for You là một thành viên cũ của team Phú Quý, nếu tôi nhớ không nhầm, và cũng là một thành viên cũ ở team Dead God luôn. Và lúc này thì anh ta đang thi đấu trong màu áo G2, và một team khá mới. Và nhưng mà tôi thấy là những thành viên ở G2 này chủ yếu họ đến từ team Rampage. Vâng, họ đều đến từ quân đoàn Rampage hết, đều đến quân đoàn RP. Team G2 và RP này họ là những người chung của một quân đoàn. Chúng ta có thể nhìn thấy vị trí Mew Black. Trước đây Mew Black hay thi đấu cùng với vị trí OKO, cũng như là vị trí của Lộc BL và 49BL. Nhưng mà bây giờ thì anh ta không còn như vậy nữa, anh ta tách ra để có một team riêng cho mình rồi. Đây là SMK VB Carry, và vẫn đang có pha thủ ở bên ngoài bo rất xa.
Vâng, rất xa bo. Bây giờ thì vị trí VB carry, anh ta phải chơi game sinh tồn mà thôi. Tùng Anh mèo lo được tính 94. Thanh Kha cũng đang dần dần di chuyển ở bên trong vực thung lũng này, vẫn đang chưa có tình huống gọi mình hòm thính xanh. Mới chỉ có một team gọi hòm thính xanh lúc này, team nào đó ở giữa khu vực làng thông và khu vực thung lũng. Bóng Suka cùng người đội mình họ cũng đang thủ ở đây mà thôi. Dead God đang tiến ở bên trong vực thung lũng rồi. Họ đang muốn hướng tới cái vị trí của đối phương nấp. Dead God đang đi ngang qua vị trí của Cry NBN, nhưng có lẽ NBN anh ta sẽ sống sót tình huống này khi mà đối phương sẽ không phát hiện ra anh ta đang nấp ở trên cái chòi canh này đâu. Đây là Serio em cũng nhờ vị trí của team SC, họ cũng đang có bình những pha lút hòm thính xanh, nhưng có vẻ là chỉ có mỗi một người mang hòm thính xanh hay chăng? Thời gian gần đây thì có vẻ hòm thính xanh nó lại không được ăn khách cho lắm. RNBN anh ta vừa có pha một vị trí đấy nó Tùng Anh rồi. Vâng, như vậy đấy, tốt Tùng Anh ta định lên đây sơ múi một tí, nhưng lúc này thì RNBN ta bị đẩy vào và tính 94 con bình pha gùng quét sạch team Cry cho trận đấu này. Vâng, đấy có Tùng Anh ta đi lạc, anh ta đã bị đối phương ăn mất 20 điểm, nhưng mà may quá anh ta vẫn còn 3 người đồng đội sửa sai. 29 người chơi là những gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. WAG đang có pha phòng ngự ở bên ngoài cái vườn làng gốm này, họ vẫn đang chưa đi đâu cả. Tun 63, X-Drake cũng như là Kai T vẫn đang cố gắng lấy mình top 1 trong trận đấu này chăng? Hôm nay thì team GM họ vẫn đang có một pha thủ ở phía dưới và doanh trại, họ cũng đang chưa vội đi đâu cả. G2 bắt đầu tiến vào trong bo. G2 đang ở rất gần vị trí với House Gaming. Liệu rằng G2 và House Gaming sẽ có pha bắn nhau hay không? Đã phát hiện đối phương rồi. Hay là New Black ta vừa có vài pha hỏi thăm nhẹ vị trí đối phương. Evo 2K anh ta đang quay trở lại để có một pha hỗ trợ vị trí của New Black. Vẫn đang có là mình với pha thi đấu là rất gắt. Vâng, thi đấu rất gắt để là Cloud Ihan vị trí Dead for You. Mà nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một follow nha. Đây là Mew Black, Evo 2K, Cloud Ihan ở vị trí Dead for You. Vẫn đang có pha phòng ngự là tốt. SMK VB Carry di chuyển ở bên trong nhà. Hôm nay thì VB Carry anh ta có mình đó là mũ 2 sắp 2. 29 người chơi là gì mà chúng ta còn lại vào đấu này mà thôi. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã follow kênh của mình nha. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã follow kênh của Ria Gaming. Và đây là vị trí bóng Suka, Tarek, Obito, Huy VP. Họ cũng đang có mình một pha phòng ngự. Nhưng mà lúc này tôi thấy Tarek đã phải nằm xuống rồi. Anh ta có mình M79, nhưng lúc này ta đã phải nằm xuống. Bóng Suka chạy vào cứu lấy người đồng đội của mình, đã có pha hồi máu lại người đồng đội mình là tốt. Obito, như đây là Tarek ta đang có pha di chuyển ra. Khu vực lãng thông đang có rất nhiều tình huống gọi là mình hòm thính xanh. Đây là Huy VP, Ray hòm thính xanh rơi xuống khá nhiều. Mèo Ú lo được tính 94 như là Thanh Khả. Họ có thể là gì trong tình huống này. Vâng, thi đấu là hết sức căng thẳng và một pha thi đấu cực kỳ căng thẳng đến vị trí của Dead God đang được bắn rồi. Thanh Kha đã phải nằm xuống, lúc này anh ta đã phải bò lê dưới đất rồi. Vâng, còn gì khổ hơn, chưa kịp bắn phát nào anh em ạ. Vâng, chưa kịp bắn phát nào đã toang. Vâng, khổ thật sự luôn. Đây là SC Rio GM, lúc này thì team SC họ cũng đang thủ ở bên ngoài vừa thùng lũng này. Vâng, team SC vẫn đang kiểm soát thùng lũng này là rất tốt, thực sự luôn. Thực sự họ thủ thủ hướng này là rất tốt. Đây là Ping Gai, Kadik, Kiwell. Hôm nay vẫn đang chờ ở phía trên vườn làng thông. 28 người chơi là team chúng ta còn lại vào đấu này. Đây là Tút 63, X-Drake như là vị trí của KT. Đây là WG Thanh Sơn. Hôm nay ta vẫn đang có pha thủ ở bên ngoài khu vực này. SCT6 Yêu Linh tiếp tục có đề bình mạng của thứ hai anh ta vào đấu này. 4 mạng hạ gục là gì mà SC, những cựu thành viên của người phán xử đã làm được tính đến thời điểm này của bàn đấu. Vâng, càng đét và khét lại lẹt luôn. Vâng, càng đét và khét lại lẹt là gì mà chúng ta nào thấy trong pha đấu này. Team SC vẫn đang có pha thủ là chắc. Vâng, một pha thủ là rất chắc. Lúc này họ vẫn đang chưa đi đâu cả. Đây là HM bóng Suka, Obito, Huy VP vẫn đang thủ ở phía trên một làng thông mà thôi. SC họ sẽ làm gì trong tình huống này khi mà lúc này họ đang ở bên trong một last set zone. Vâng, nhưng tôi đang thấy rằng vị trí của Rio GYM anh ta có mình đó là M79, LDT còi cái rụ, anh ta đang có pha đẩy lên. Vâng, team LDT hôm nay chỉ có lại một mình một anh ta mà thôi. Hay là Thanh Xuân Kiwell, lúc này Kiwell cũng đang cố gắng cứu lấy các đội của mình. Kadik đang bắn các thành viên của cái giải đấu này, đa số thì bọn đều chủ yếu là bắn xa. Vâng, họ đang chủ yếu tấn công từ xa thay vì là tấn công tầm gần. Vẫn đang có mình một pha căn kè ở đây. WAG đang chờ ở phía trên một làng thông. Như vậy WAG đã di chuyển đến bo rồi. SC tiếp tục có mình và hạ gục, và đó là pha quét sạch vào thành viên của Dead God. Vâng, Dead God họ đã lưu lại ở đây quá lâu, ngay lập tức họ đã bị hạ gục. Trong khi đó lúc này thì tướng tàu người ta đang bị bắn rồi, người ta đang bị bắn nhẹ đến
đến từ vị trí đối phương. Lúc này SB BB Carry người ta đang chưa thể di chuyển vào. Còn đây là G2. G2 đang tiến về phía thung lũng rồi. House Gaming phát hiện có người ở đây thì phải, và đang được bắn đến từ vị trí tiến não. Tiến não người ta sấy nhưng mà vừa rồi chưa gây được quá nhiều sát thương người đối phương. Cực kỳ nguy hiểm. Vâng, X-Strike đã phải nằm xuống. WG đang vào giao tranh. Vâng, WG này đang bắn một pha vô tâm tốt đến vị trí của Thanh Sơn. Anh ta đã bắn một pha vào đầu rồi. Thanh Sơn mình ngay có mình mạng ngạ gồm. Một pha đẩy lên cho mình. KT ném bom. Lúc này Thanh Sơn ta đang đẩy vai cho có mình shotgun. Shotgun bắn chưa được tốt cho làm KT đã phải nằm xuống. Đối phương đang đẩy ra. Tôn 63 có mình mạng ngạ gồm. Một pha bắn gây đối phương tiếp tục. Nhưng WG ông đang bị đối phương can thiệp vào. Đây là vị trí của Tôn 63. Không thể cứu được bất kỳ ai đã tơ bóng kèo. Tôn 63 có đẩy vào cho mình hay không? Tôn 63 đang có pha bơm lại, quay tay bơm lại cho mình lượng máu hạ của đối phương. Nhưng mà lúc này đối phương đang ném liệu lên, liệu rơi ngay gần vị trí Tôn 63. Người ta quyết định là sẽ di chuyển xa ra. Người ta đang quay trở lại, đang pha đấu tay đôi. Một pha đấu tay đôi cực gắt đến vị trí của WG. Tôn 63 cũng như đối phương của họ, đó có lẽ là thành viên của Thanh Xuân. Những quả liệu bắt đầu ném xuống, ném xuống rất tốt. SC Oscar có mình mạng cùng HM Tarek bị hạ cùng bởi liệu đạn và SCVG rồi. WG Oscar rồi. Xin lỗi các bạn, làm gì tụ 63 rồi. SC họ vẫn còn lại 7 người. Lúc này SC và đang bắt đầu đối với di chuyển ở bên trong cái choi. Nhưng mà lúc này có một kẻ khác đang bắn lại. Và lúc này Rio YM người ta đã phải nằm xuống. Hay là Huy Tiếng Tàu, Huy Tiếng Tàu có thể đẩy lên đấy không? Huy Tiếng Tàu có thể đẩy lên đấy không? Lúc này người ta đang phải ngồi xuống cái né đi sát thương của đối phương rồi. Căng đét và khét lẹt lẹt. SCT6 yêu linh vẫn đang có pha đẩy lên. Căng đét và khét lẹt lẹt là gì mà chúng ta đang được thấy trong trận đấu này? Hay là SC Oscar, anh ta đang cố gắng đẩy vào. Lúc này một quả liệu, ôi ném liệu mù mắt rồi. Một pha ném liệu khá mù mắt. Căng đét và khét đèn lẹt. Đây là vị trí của Thanh Xuân Kadic. Và Thanh Xuân Kadic có thể làm gì trong tình huống này hay không? Tôn 63 vẫn đang thi đấu rất trì trạc với cẩu M60 trong tay. 10 người chơi, phải phát hiện đối phương. Mew Black phát hiện được một người đẩy vào. Mew Black chưa thể là bắn cung của đối phương. Evo 2K đã phải nằm xuống. Mew Black có mình pha đặt từ bóng kèo cứu đi người đồng đội của mình. Và lúc này có thằng nào đẩy đến hay không? Team G2 đang bảo toàn lực lượng. Serio đã phải nằm xuống rồi. Evo 2K anh ta đã bơm lại cho mình lượng vào. Tôi thấy là Cloud IH đã phải nằm xuống. Đây là Evo 2K, anh ta đang cố gắng đẩy ra Mew Black hạ của vị trí Oscar. Phát hiện có người phía đằng trước. Evo 2K có bắn hay không? Hình như đó là vị trí của 63 đang bắn rồi. Một quả phóng liệu nó bắn vào. Và lúc này thì đó là pha của vị trí của SCV Tiếng Tàu. Và đang được bắn ngược trở lại vị trí Evo 2K. Căng quá rồi. Vâng, tình huống diễn ra nó quá căng đi. Lúc này Evo 2K anh ta phải cố gắng bỏ chạy à. Anh ta đang bị bắn rồi. Đó là T6 yêu linh. T6 yêu linh có pha bắn nhẹ vào đầu đối phương. Đấy, đối phương đó là 122 máu. Môi lại ngồi xuống, hồi lại lĩnh lượng máu. Thanh Xuân Kadic anh ta đang chưa chết. Anh ta đang cố gắng đặt bom keo để tiến vào bên trong. Anh ta phát hiện đối phương ở bên trong rồi. XM8 là sấy rồi, nhưng mà đối phương bắn khá nhanh. Lúc này anh ta đặt tiếp từ bóng kèo. Nhà không thiếu gì về bóng kèo đến vị trí của Kadic. Đây là Tôn 63, anh ta cũng đang còn sống. Anh ta biết là đối phương di chuyển ở phía bên kia. Có vẻ Tôn 63 không còn từ bóng kèo nữa. Tôn 63 sẽ phải làm gì? Cái lúc này thì ba thành viên của G2 đang đẩy tới. Đây Evo 2K dead for you. Cũng như là vị trí của T6 yêu linh và đang còn sống. Lúc này chúng ta vẫn đang còn từ 4 team trong trận đấu này. T6 yêu linh quyết định là chọn mục tiêu. Anh ta bắn một quả M79. Đối phương bắt đầu ném liệu đạn trở lại. T6 yêu linh đang quyết định là sẽ bỏ chạy đó từ bóng kèo này đi sát thương đối phương. Thanh Xuân Kadic, Thanh Xuân Kadic và đang cố gắng bắn Tôn 63 và rồi mất đi mình khá nhiều máu. Anh ta bay mất cho mình cái giáp rồi. Bom đã được ném ra. Vâng, lúc này đang được ném ra đến vị trí của Tôn 63. Lúc này đối phương đang bắn vào Tôn 63 là rất ghê. Đây là Mew Black, ta đang cố gắng đẩy vào tìm G2. Họ đang tiến lên, G2 sẽ lấy được mình top 1 cho trận đấu này chăng? Vâng, bây giờ tiếp tục ném liệu đạn vào Tôn 63. Anh ta thi đấu rất cứng. Vâng, anh ta cứng như quả trứng, anh ta vẫn còn cây để mà nấp. Vâng, vẫn còn cây để mà nấp. Đây là Mew Black, G2 đang đẩy vào. G2 sẽ có được mình top 1. G2 đó là pha cùng đến vị trí của T6 yêu linh vào vị trí của WG Tôn 63 và Mew Black làm nốt cái mạng của SC lấy cho G2 top 1 ở trong trận đấu này. Vâng, quá nhanh đội bán tranh. Vâng, quá nhanh đi. Vâng, quá nhanh đội bán tranh. Vâng, quá ngon đội bán son. Vâng, ngon thực sự luôn. Vâng, và đó là ván đấu thứ 3 của chúng ta trong ngày hôm nay.